Reuters Wall Street Journal ngày 25 tháng 8 đưa tin các quan chức Mỹ thất vọng vì Ukraine lưỡng lự trước lời khuyên của họ về cách tiến hành cuộc phản công chống lại lực lượng Nga. Bài báo cho biết quan chức Ukraine và Mỹ đã tham gia những cuộc tranh luận căng thẳng sau hậu trường suốt nhiều tuần về chiến lược và chiến thuật để vực dậy cuộc phản công chậm chạp của Kiev. Bài báo cho rằng vẫn chưa quá muộn để Kiev làm theo khuyến nghị của Washington và áp dụng những cách thức mà hàng chục ngàn binh sĩ Ukraine đã được các nước NATO huấn luyện. Tuy nhiên, Wall Street Journal lưu ý rằng hai bên vẫn bất đồng về cách lật ngược tình thế với người Nga trước khi mùa đông đến. Theo nguồn tin của Wall Street Journal, Mỹ tin rằng lượng viện trợ quân sự của phương Tây gửi tới Ukraine đủ sức chọc thủng hàng phòng ngự của Nga, dù cánh cửa cơ hội đang hẹp dần. Bài báo dẫn lời một cựu quan chức Mỹ giải thích rằng Mỹ và đồng minh phương Tây đã gom góp cả một núi sắt thép để giúp Ukraine chuẩn bị tiến hành phản công và sẽ không thể làm điều này thêm một lần nữa vì cơ hội đã qua. Riêng Mỹ đã cung cấp cho Ukraine lượng vũ khí, trang thiết bị quân sự trị giá hơn 43 tỷ đô la Mỹ kể từ khi xung đột bắt đầu. Wall Street Journal giải thích, lời khuyên của Mỹ dựa trên tính toán rằng việc gia tăng trang thiết bị Ukraine nhận được từ Mỹ là đủ cho cuộc tấn công này và khó có khả năng lặp lại mức độ cao tương tự trong năm 2024. Wall Street Journal cũng cho biết, giới lãnh đạo quân sự Ukraine đã cố gắng phản bác chỉ trích bằng cách chỉ ra rằng người Mỹ không hiểu loại hình xung đột đang xảy ra ở Ukraine. Đây đâu phải là chống nổi dậy, đây là trận Kursk. Tướng Valery Zaluzhny, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine đã nói như vậy, theo một quan chức Mỹ giấu tên. Trận Kursk mà ông Zaluzhny nhắc đến là một trận chiến quan trọng trong Thế chiến thứ hai ở mặt trận phía đông, trong đó quân đội Liên Xô đã ngăn chặn lực lượng Đức Quốc xã trước khi lật ngược tình thế. Tướng Zaluzhny cũng trấn an phía Mỹ rằng quân đội Ukraine sắp đạt được thời cơ đột phá. Các nhân vật ở Washington muốn ông Zaluzhny tập trung lực lượng Ukraine cho hướng tấn công về phía thành phố Tokmak ở miền nam để tiến về biển Azov. Theo bài báo, sau các cảnh báo từ phía Mỹ về việc quá phân tán nguồn lực, các chỉ huy quân sự Ukraine đã điều chỉnh chiến lược và chuyển nỗ lực tấn công về phần phía đông vùng Zaporizhia. Sự thay đổi này cho phép họ để dành lực lượng cho một cuộc tấn công lớn và hạn chế sử dụng pháo binh. Tuy nhiên, giới chức Mỹ vẫn cho rằng lực lượng Ukraine chưa tập trung tấn công ở miền Nam khi vẫn còn giữ nhiều lữ đoàn ở miền Đông, cũng như chưa kết hợp hiệu quả các lực lượng pháo binh, cơ giới và rà phá mìn. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.